Ừ đấy, nên là không 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 còn để đặt được đâu. Mình ở ngoài Hà Nội. Lúc đấy tình cờ trên mạng thấy thôi thì mới mua, gọi là đặt đấy chứ chứ còn cũng có quen ai đâu. Đấy, tình cờ đặt thì lỡ ngỡ lại vớ được thôi chứ còn cũng cũng không phải là quen biết gì cả. Không không, mình không bán, mình chỉ gọi là đi đánh. Trong Bình à, thế là nếu mà Bình Phước thì để xem. Ôi rồi phải thật, chìm cỏ đang đánh đây, đá tàn đá sập trượt khiếp người đấy. Cái lồng đấy nó đá nhanh lắm, đá đang bẫy đây. Để mình hỏi thử xem cái thằng bạn mình có làm cái lồng, nó cũng giống giống kiểu của mình thôi nhưng không phải thế hẳn. Nếu mà bạn thích cái lồng đấy thì mình bảo nó làm cho. Cầu vồng thì mình thay cũng được, có gì đâu, mình chế thêm cái chế thêm được mà, có vấn đề gì đâu. Thì mỗi kiểu có một kiểu của nó, cái cả một cầu mình chơi lồng Đà Lạt vẫn được hết mà. Nhá, thế rồi để có gì nếu mà mình hỏi cho xem có thì mình bảo cho nhá. Đít mẹ chim mới chóc đá vãi cả đá này.